Ngày 9 tháng 3, Tổng thống Joe Biden đã đề xuất tăng hơn 3% ngân sách quốc phòng, thúc đẩy chi tiêu của Lầu Năm Góc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc và Nga. Cụ thể, đề xuất tài chính năm 2024 của chính quyền ông Biden dành cho Bộ Quốc phòng là 842 tỷ USD, cao hơn 69 tỷ USD so với con số được đề xuất trong năm tài chính 2023. Quốc hội Mỹ cuối cùng cũng đã phê duyệt 816 tỷ USD cho Lầu Năm Góc trong năm tài chính vừa qua. Với tất cả chi tiêu liên quan đến quốc phòng, có tổng giá trị 857 tỷ USD. Ông Biden cũng đang yêu cầu hơn 6 tỷ USD để hỗ trợ cho Ukraine. Các quốc gia đồng minh châu Âu và Liên minh an ninh NATO yêu cầu bao gồm 170 tỷ USD cho việc mua sắm vũ khí của Lầu Năm Góc và 145 tỷ USD cho việc nghiên cứu và phát triển. Cả hai đều tăng kỷ lục. Bên cạnh đó, ông Biden đề nghị tăng lương cho lực lượng lao động dân sự và quân đội Mỹ thêm 5,2%. Đây cũng sẽ là mức tăng lương quân sự lớn nhất kể từ năm 2002, và mức lương tăng dân sự lớn nhất trong 40 năm. Việc tăng lương tính đến lạm phát. Ông Biden cũng cho biết, ngân sách tiếp theo của ông là củng cố cam kết trong việc đối mặt với các thách thức toàn cầu và giữ cho nước Mỹ an toàn. Các nhà phê bình ở cả cánh tả và cánh hữu bày tỏ mối lo ngại khi ngân sách của Lầu Năm Góc liên tục tăng gần tới 1.000 tỷ USD.